Sau đây là thông báo về kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, được tiến hành trong ngày 16 tháng 9 năm 2021, tức thứ năm, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút tại hội trường số 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hương Yên, tỉnh Hương Yên, để xem xét quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trong danh mục được phê duyệt. Vậy thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt thường trực Hội đồng Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Văn Khuê.